Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội tạm giữ hơn 1.800 sản phẩm mỹ phẩm trị giá 478 triệu đồng bị tạm giữ. Bình Dương phát hiện hơn 660 bộ phụ tùng ô tô, nông ngư cơ, không hóa đơn chứng từ. Bình Định kiểm tra đột xuất phát hiện xử lý một cơ sở kinh doanh sữa Vinamilk quá hạn sử dụng. Gia Lai xử lý hơn 7.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu trái phép. Tạm giữ khoảng 1 tấn đồ uống do nước ngoài sản xuất chưa có hóa đơn chứng từ. Thưa quý vị và các bạn, mỹ phẩm nhập ngoại trước giờ luôn được sự tin dùng của nhiều người với sự đánh giá chất lượng cao. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta phải cẩn trọng hơn trong việc tìm hiểu xuất xứ nguồn gốc mỹ phẩm nước ngoài. Khi mới đây, một kho hàng lớn mỹ phẩm nhập ngoại không rõ nguồn gốc với tổng trị giá gần 500 triệu đồng bị tạm giữ tại Hà Nội. Đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra và tạm giữ 1.812 sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có tổng trị giá khoảng 478 triệu đồng tại cơ sở kinh doanh mỹ phẩm có địa chỉ số 31/44 ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có đăng ký kinh doanh. Các loại hàng hóa bao gồm sữa rửa mặt, nước hoa, bột trắng dưỡng da collagen, tinh chất serum, phấn nước, v.v. Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hiện đã tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Qua công tác quản lý địa bàn, đội quản lý thị trường số 6 phối hợp cùng đội 3 PC03 Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra cửa hàng Tuấn Lan tại địa chỉ tổ 3, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phước Giáo, tỉnh Bình Dương. Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 664 bộ phụ tùng ô tô nông ngư cơ ngoại nhập lậu các loại trị giá 172.220.000 đồng và 2.228 dây cura không nhãn phụ các loại trị giá 80.731.030 đồng. Đoàn kiểm tra lập thủ tục tạm giữ toàn bộ hàng hóa để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Bình Định đã tiến hành phân công cán bộ trinh sát, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý. Qua đó, nhắc nhở, tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các ngành nghề kinh doanh có liên quan. Qua công tác giám sát, đội quản lý thị trường số 5 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh Nhung, địa chỉ thôn Thuận Tuyền, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Kết quả kiểm tra cơ sở này đang kinh doanh mặt hàng sữa Vinamilk quá hạn sử dụng, số lượng cụ thể như sau: Optimum Gold 110ml 7 hộp, ATM IQ Gold 110ml 24 hộp, sữa tươi tiệt trùng có đường 180ml 1 hộp, sữa chua uống tiệt trùng Susu IQ 80ml 1 hộp. Đội quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tiến hành bàn giao 7.240 bao thuốc lá điếu nhập lậu cho Cục Quản lý Thị trường Gia Lai tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong đó có 4.990 bao thuốc lá điếu hiệu Z, 2.250 bao hiệu Hero. Được biết, số lượng thuốc lá điếu nhập lậu nêu trên đã được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh xử lý tịch thu trong 3 vụ việc vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trái phép trên địa bàn cửa khẩu. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh để xử lý lượng thuốc lá này theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Đội Quản lý Thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp phòng PC05 Công an thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 20 hẻm 406/19/1 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua kiểm tra phát hiện 1.283 sản phẩm thực phẩm bao gồm bột pha chế, trà, siro, đường đen, ước tính tổng khối lượng lô hàng khoảng 1 tấn hàng các loại do nước ngoài sản xuất, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội quản lý thị trường số 17 đã tạm giữ toàn bộ số hàng để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thị trường tiêu dùng kỳ này của chúng tôi. Bản tin thị trường tiêu dùng được phát trên website của truyền hình pháp luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvphapluat.vn vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Còn bây giờ, Phạm Thân xin thay mặt ban biên tập xin gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, kính chào, tạm biệt.